Cơ hội cho cầu thủ Hoàng Anh ra đây. Tiến hành. Công Quang dứt điểm. Không vào. Sau tình huống vừa rồi. Nếu như không có Lê Cao Hoài An xuất hiện kịp thời thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trước quả đá phạt. Cú đá thẳng của Công Phượng. Trọng tài Vũ Văn Vũ đang cho trận đấu được tiếp tục. Công Phượng. 1-1. Công Phượng sút bóng. Sẽ có phạt góc dành của Lương Xuân Trường. Rất nguy hiểm. Bóng cuộn thẳng về khung thành. Bóng được treo về phía cột gần. Đây là các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai. Mùa giải mới với những kỳ vọng mới. Cả Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai ít nhất là cho tới thời điểm này đang cống hiến cho người hâm mộ những diễn biến đáng xem. Và đường vào vừa rồi là của Văn Thanh. Mặc dù đã bị trượt chân nhưng Văn Thanh vẫn nỗ lực. Không thực sự hợp lý cho pha xử lý vừa rồi của Văn Việt. 36 bàn thua như những gì họ đã chơi mùa giải năm ngoái. Khá hay, cơ hội dành cho Romero. Không có bàn thắng cho bứt tốc hay là những tiếng tranh chấp tay đôi. Randall. Chọc khe. Pha xử lý khá hay. Thêm một quả tạt nữa. Minh Vương. Không thể dứt điểm. Nhưng đó lại là một tiếng phóng lầm bập. Nỗ lực và phong độ xuất sắc của Cao Văn Triền ở mùa giải năm ngoái. Anh đã gây ấn tượng khá lớn và có mặt trong cả hai trận đấu giao hữu với đội tuyển U22. Lần này thì quả đá phạt góc được thực hiện bởi Lương Xuân Trường. Cánh phải là Văn Thanh. Vẫn đang là Văn Thành. Và có thêm một quả tạt nữa. Trong hầu hết. Kiên quyết. Được triển khai nhanh. Kiên quyết. Chân trái. Thì cầu thủ Hoàng Gia Lai sẽ có thể sở hữu được cho mình nhiều bàn thắng hơn. Và Than Quảng Ninh đã vượt qua câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quá bất ngờ. Và không hiểu là Claudosia sẽ nghĩ gì khi ở trong hiệp 1 anh đã bỏ lỡ tới hai cơ hội. Hữu Tuấn. Romelo. Vẫn là Romelo. Có thể là một cú dứt điểm ngay. Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Cho những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là trong hai cái đó sức. Một tình huống phản công có sự có mặt của 4 cầu thủ áo xanh. Đúng mà cầu thủ Anh Gia Lai rất chờ đợi có thể tạo ra sự khác biệt. Đánh nhau về ở mùa giải 2017 và 2018 sẽ sớm sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán trước khi trở lại vào ngày 28 tháng 2. Văn Thanh. Vẫn là Văn Toàn quyết định đi bóng. Văn Toàn. Minh Vương. Dục Quang Nho. Quả tạt khá dẻo nhưng bóng đã đi. Washington Randall. Vẫn còn. Công Phượng. Kiên quyết. Không thể làm gì trước hàng phòng ngự. Kiên quyết. Minh Vương. Minh Vương đã không thể vượt qua Randall. Washington Randall. Dứt điểm. Cường. Công Phượng. Chiếc bàn đội trưởng đã được trao lại cho Công Phượng. Dũng Quang Nhỏ. Công Phượng. Và gửi bóng sang rất hợp lý. Không vào. Vẫn không vào. Quyết định băng lên và tung ra cú sút ngay từ góc khá hẹp của Lê Đức Lương. Của Công Phượng. Lê Đức Lương để tham gia làm bóng. Dứt điểm. Không vào. Rất tiếc cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Sang ngang đã cứu thua cho một pha quá nhỏ. Một chuyền rất hay, cơ hội. Chúng ta
ta xem lại cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Văn Toàn. Cú sút rất hiểm hóc nhưng Phạm Văn Phong đã chơi cực kỳ xuất sắc ở tình huống. Randall lợi thế cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Randall tình huống có phần biểu diễn của Washington. Randall dùng quang nhỏ nhưng nỗ lực cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Sài Gòn chỉ còn cắm một mình Võ Nguyên Hoàng ở bên phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Và như vậy là trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã nổi còi để kết thúc duy nhất của người hùng Đỗ Melo ở những phút cuối hiệp 1. Xin được chúc mừng ông Vũ Tiến Thành và các học trò của mình khi ông đã có một trận đấu ra quân thành công. Không được như ý khi Hoàng Anh Gia Lai của ông đã trắng tay rời sân Thống Nhất. Một trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đã chơi áp đảo đối thủ.